Rồi chào mọi người nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại cái cây cầu của thị trấn La Hai. Đây là cây cầu này. Đấy, cây cầu của thị trấn La Hai. Đây là cây cầu nối liền giữa Chí Thạnh và thị trấn La Hai nha mọi người. Hiện giờ thì trời đang sương mưa cho nên sáng nay mình ra mình quay cái những cái cảnh mà người dân họ đang sinh hoạt bắt cá hay là những tuyến đường mà bị ngập, mình quay cho mọi người xem nha. Đây là bác nông dân đang câu cá này. Đây hiện tại thì nước chảy cũng rất là mạnh. Hiện tại thì nước cũng còn đang lớn nha mọi người. Đây là sáng sớm, nước cũng còn đang lớn. Rồi mình sẽ lên chân cầu mình quay cái cảnh nước cho mọi người xem một chút nha. Những cái tuyến đường mà nó bị ngập. Rồi đây là cái cầu sắt của thị trấn La Hai nha mọi người. Đêm hôm thì mưa, gió cũng rất là lớn và sáng nay nước nó sẽ lớn nè. Giờ thì nước ở trên đầu nguồn họ đang chảy xuống lắm. Thì mình quay cảnh là nước đang xuống này. Bên kia là cái đường lên ở phố Long Hà này, nó cũng ngập cái tiếng ngay chỗ đầu cầu rồi đấy. Nước hiện. Dưới đây là xe sắp chạm mắt nha mọi người. Xe sắp chạm mắt này thì hiện tại thì con đường mà nối liền giữa thị trấn thì đã ngập rồi nha mọi người, thì đã ngập rồi. Mình xem mình nước cũng xuống rất là mạnh. Đó là cái khu đó là sẽ xuống sông Bắc đó, đi xuống đó. Rồi đây là cái tuyến đường nối liền giữa thị trấn La Hai và xã Xuân Sơn Bắc nha mọi người. Hiện tại thì tuyến đường này đã ngập rồi. Đây là cái bạn cấm xe người đi này. Đây là các lực lượng chức năng đang ngăn cái con đường. Rồi đây là cái đoạn đường ra cầu sắt La Hai nha mọi người. Đây là cái bờ kè sát mình gọi xe lửa nó bị ngập này. Ngập này. Đây người dân họ đánh lưới. Đây là chiếc cano của lực lượng công an. Chuyến đêm hôm giờ đỡ nước có lớn thì họ sẽ đi cứu dân này nha mọi người. Bán chưa? Sáng đêm giặt xô à? Trăm lưới hai không mà. Lưới hai không mà. Lưới to phải lưới đây. Nó đế chưa vậy? Chưa. Chưa đế không? Chưa đế kịp không nậu không? Mấy con chim hai bè mua nhà chưa không nhá? Cái này dần luôn rồi. Này ít con này dần đúng không? Em lấy ít con này dần. Lấy cho chú hai năm con anh. Sáu hơn rồi. Được chưa? Có bị bóng không? Thấy đâu có tiền sâu như đâu mà. Lò sớm đây mà. Rồi bấm. Thôi thì bấm còn có thì bấm. Quấn giờ rạc ra quấn nữa cho quấn cha nó vũ nữa cho. Cầm chú lại lấy chúng mày vô con đè tao lấy coi coi thỏ. Đây là họ đánh lưới nha mọi người, đánh lưới cả lưới, đa số cả lưới mà con vừa bự, con nào con nấy cũng có trứng nha mọi người. Rồi phía trước, phía trên cái nọ đó là cái cảnh bầu sen, mình sẽ lên đó mình quay một số người đánh bắt ở trên. Rồi hiện tại đây là cái bầu sen nha mọi người. Cái bầu này thì hồi trước kia là sen, giờ nước ngập hết, đây là cái bờ kia đấy, mà giờ nước nó cũng ngập luôn rồi đấy. Thì ở bên cạnh bờ kia đây thì có ông anh ông đang đánh nhá nha mọi người, đang đánh nhá. Thì mấy đứa nhỏ ra dẫn nước này. Rồi đây đang dỡ nhé này. Cá bự này. Đi xuống bác bị lắc rồi. Nhiều chứ. Thấy không? Bài. Có cá trô nữa hả? Có cá trô nữa, cá trô bự hả? Có cá trô thì to. Cái này gì nữa?
quay rồi. Quay luôn. Quay làm gì, quay cá. Đúng, người đâu phi hả? Phi cái trơ. Rồi, cá lại đó. Rồi mình quay toàn cảnh xung quanh cho mọi người xem chút nha. Ở bên kia là những cái bụi tre đó, là nước ở ngoài sông đó, nó chảy vào cái bầu này đó, nó tràn đã ngập rồi đấy. Giờ tiếp tục dỡ nhá này nữa nha mọi người. Mía này thì không có nha. Lúc mà mới sáng thì anh dỡ thiệt nhiều ạ. Cá bự nè, cá bự nè, cá bự nè. Cá bự thiệt to chứ. Cái gì vậy? Rồi đây là hồi sáng giờ anh đánh nhá nè, mới sáng ra và anh dỡ thì cũng cá còn nhiều mà giờ đây nó hơi ít rồi, nước nó hơi lớn ít. Đây là cá anh dỡ nhá nãy giờ đấy. Giờ mình sẽ đi quay cái chỗ khác nữa, người ta đánh bắt nhá nữa nha mọi người. Con cá trơ sẽ to. Trơ sẽ to, những cái trơ giống bóc nè. Trơ mình nữa chưa? Hả? Trơ mình hả? Trơ giống bóc. Đây, cá trơ đấy. Đây là cái lỗ nước nha mọi người, cái lỗ nước nó chảy xuống ba lỗ cống này, rồi phía dưới là hai người họ đánh nhái, đánh nhái nha mọi người, hai người qua chỗ một người là đánh vó, cho nên là mình quay cho mọi người xem, mình quay từ họ đánh cá nhiều nha mọi người. Thấy không, đây là cái lỗ nước nha mọi người, đây là chỗ cái lỗ nước chảy xuống nha mọi người, đây có hai bé đang đánh nhái này, đánh nhái hay gọi là đánh vó. Đây là trường có cá lúa, bên đây có con bé này. Dưới kia là bầu sen nha mọi người, dưới kia là cái bầu sen đang ngập rồi. Đa số cá lúi không nha mọi người, cá lúi không, cá lúi vô đồng. Quý nha mọi người, đây đây đây, kẻ đấy, có đấy, dỡ lên. Đây, phóng lại. Cá lúi, cá lúi, cục to rồi nha. Kiếm dữ hả? Kiếm quá. Can you man? Nhiều mà. Dục quá. Đây là. Có cá bự nha mọi người. Cá bự. Bỏ vô. Đâu.
lưới nha mọi người, thì cái lưới này vô cái lưới không. Cái lưới mùa này trúng nhiều lắm. Rồi, kéo lên nữa nha mọi người, đấy ông nào dỡ lên là cá cũng nhiều ạ. Cũng được vài ký nha mọi người. Rồi lát nữa mình sẽ xuống kia mình quay cho mọi người xem cái bác đánh lưới đang tắm vào bờ nha mọi người. Đây là cảnh người dân họ coi đánh nhá này, trên đường đấy. Rồi mình sẽ đi xuống mình quay cái cảnh bác đánh lưới đem vào bờ, mình quay thử được cá nhiều ít nha mọi người. Rồi đây là tới nơi nha mọi người. Đó là sóng đang tắm vào nè, cá thì đang sợ lồi. Lưới sáng giờ ạ, sáng sớm giờ. Cá cũng rất là nhiều. Lưới. Rồi mình quay cái bao cho mọi người xem nha. Bao này cá cũng khá nhiều nha mọi người. Nặng, cá rô phi đủ loại nha mọi người. Cá còn sống luôn ạ. Rồi để dỡ cái bao ra mình quay cho mọi người xem nha. Dỡ cái bao cá ra mình quay cho mọi người xem. Đấy, xì bộ luôn. Cá khá nhiều rồi cho mọi người. Đấy, bao luôn thấy chưa. Bao đủ rồi. Rồi phía dưới kia có thành viên đang bắt rắn nha mọi người. Bắt chầm rắn mình quay cho mọi người xem nha. Thử rắn gì? Con này sập sập dưới ghen này phải không? Đưa cục pin điện thoại. Con này ký không? Không, sâu là mấy con là mấy à? Thì nước lớn họ bắt. Nước lớn bắt đầu nó tấp vô. Tại vì chi hả? Đây là thành niên đang bắt dính rắn đó nha mọi người. Rồi đây là mình quay cái clip này, đó là sau cơn bão số 5 nha mọi người. Đêm hôm thì mưa lớn, thì gió cũng lớn, thì nước hiện giờ cũng đã lớn rồi, đang chảy xuống đó, chảy xuống cầu cũng như mấy cái lỗ mà nó tràn vô đồng ruộng là chảy xuống. Mình tranh thủ mình quay cái clip này để cho mọi người xem tình hình bão lũ ở cái nơi mà mình đang sinh sống nha mọi người. Thì và mình quay những cái cảnh mà người dân họ thấy nước lớn thì ở quê mình thì họ hay đánh bắt cá, nào đánh lưới rồi đánh nhá rồi đủ loại kiểu bắt cá, cho nên là mình quay clip này để cho mọi người xem cũng như biết tình hình mưa lũ ở tại Phú Yên nha mọi người. Mọi người xem mà thấy clip này hay và bổ ích thì cứ đăng ký kênh của mình và ủng hộ mình nha mọi người. Là kênh mình là Nông Dân TV. Rồi chào mọi người. Mọi người xem video vui vẻ nha.